Là tính ra cái vụ này á, là anh xịt cái cử đón đồng là bỏ đồ luôn. bỏ luôn, chỉ có xịt có hai mấy ngày xịt ngừa cái là bỏ cái bỏ vụ đón đồng bỏ luôn hết luôn đó đó, là cái sổ sẹt nó xịt đó, Trời ơi, nhẹ lo bà con. tại thấy không có bệnh rồi ai cũng không xịt thì thôi mình bỏ luôn. Dạ. Xin chào bà con. Chào bà con đến với kênh Làm Nông Cùng Hải Farm. Khoảng 4 giờ chiều nha bà con. Cái khu vực mà Lưng đang đứng là thuộc là Tây Phú, Thọ Sơn, An Giang nha bà con. Lưng có dịp kết hợp với anh Tèo ở khu vực này, thì những bà con khu vực này làm UE5451 khá là nhiều. Và hiện tại thì cái đồng mà Lưng đang đứng nè, mọi thứ nó nhẹ nhàng lắm bà con. Cái dịch cái bìa nè, rồi sâu bệnh hại này kia là Lưng thấy nhẹ nhàng lắm so với những cái đồng khác. Và Lưng thấy Lưng đi đó thì cái tỷ lệ lem lép rất là cao, nhưng mà ghé lại lúa của anh Tèo á và một số bà con khu vực xung quanh đây nè làm lúa rất là đạt, cái tỷ lệ lem lép rất là thấp bà con. Coi nhiều clip của Lưng đó rồi thấy vậy là mới điện Lưng rồi, kết hợp ba cái kẽm nè, Dạ. xịt có lúc chỗ sẹt đó, Dạ. rồi đây chắc cao khoảng tuần nữa xịt thêm cử nữa, Dạ. rồi thấy cái tỷ lệ vô gạo rất là Hiện tại đạt. giai đoạn lúa của Mà anh lúa đó. của anh lúa của anh giờ thì 70 ngày rồi, Dạ. có khoảng tuần nữa anh có xịt thêm cử nữa, Dạ. thuốc có để sẵn nha rồi. Dạ. Hồi cái giai đoạn mà lúa chỗ sẹt đó là anh xịt khoảng bao nhiêu phần trăm anh xịt? À, nói chung là xịt trước chỗ sẹt luôn, tại Trước chữ. mưa gió đó cả khoảng 58 hoặc 60 ngày là xịt nè, một Dạ. hai miếng hai khuôn, nhưng mà một khuôn này là xịt 58 ngày, khuôn kia là xịt 60 ngày. Dạ. Lúa mùa nay cũng chỗ hơi trễ, có khoảng 62 ngày mới chỗ nên Dạ. xịt sớm chút. Bởi vì em thấy cái phần hạt mà trên bông nó thấp dữ lắm luôn à, hầu như là không có luôn. Cái miếng lớp dưới thì có xịt kèm khuẩn thớt, còn miếng này thì không có khuẩn, không xịt luôn, Dạ. bỏ luôn, Dạ. chỉ có xịt kẽm kết hợp kẽm thôi. Dạ. Bởi vậy bà con, thì cái tình huống á mà mình đánh nha, không phải lúc nào bà con mình cũng phải tốn tiền hết. Tại vì bà con thấy nè, cái dàn lúa anh quan sát giống như anh làm á, anh quan sát kỹ á, từ cái giai đoạn lúa nhỏ, lúa đã đẹp rồi anh. Em thấy cái bộ lá nè cực đẹp luôn bà con. Cái bộ lá bà con quan sát nè. Bởi vậy anh không có lo. Trừ khi á thì Lưng nói đó, mỗi cái biểu hiện á ở trên ruộng của mình á, mọi cái vấn đề nó sẽ biểu hiện trên ruộng mình trơn à. Thí dụ lúa bà con chỗ ra nó cong bông vậy nè. Những cái bông chỗ trước á nó bị đếm hạt đi hoặc là nó bị phẫn đi thì bà con mình nên đề phòng là xịt cái cử chỗ đều cho nó chắc. Còn mà lúa bà con mà từ giai đoạn lúa nhỏ mà nó sạch nó đẹp hết rồi. Và cái bộ lá nó dày nó cứng á, giống như nó có sức sống rất là cao bà con. Thì bà con nhẹ lo lắm. Rồi bắt đầu á ảnh là không có anh kết hợp á là anh xịt sớm đúng không bà con? Để cái điều kiện bất lợi nè. Còn sau khi mà anh xịt kẽm anh thấy nó làm sao? Cây lúa của mình á. Nói chung thì cái lá này nó dày lên, cái tỷ lệ vô gạo nó rất là Dạ. Hiện tại là anh có đưa kali hay là bất kỳ cái dòng nào khác vô không? Thuốc không, dưỡng. chỉ có xịt ba cái nấm phổ rộng và đạo ôn và kẽm thôi, Dạ. không có đem để không có cộng kali hay gì hết. Dạ. Thì cái bộ lá đồng á thường á cái nội tại Lưng nói đó, cái dàn lúa của anh á rất là khỏe luôn bà con. Lưng nói ha, Lưng nói thật sự luôn ha, mà nhìn nè từ cái lá ở dưới đến cái lá trên á một miếng bận là không có luôn á. Giá mà con ruồi á mà nó đậu trên lá giá mà tuột xuống luôn á bà con. Cái lá nó rất là bóng. Bởi vậy anh tự tin á. Chứ không phải là ảnh giao cho trời cho đất đâu. Thì thường Lưng nói đó bà con thăm ruộng thường xuyên á và bà con để ý á, giống như những cái tiểu tiết những cái nhỏ nhỏ để đỡ tốn tiền. Để đỡ tốn chi phí. Thì con không có khuẩn thì còn mình khỏi xịt khuẩn luôn. Dạ. Không có khuẩn thì mình để khuẩn vô thì nên chỉ nó hơi tốn kém chút. Dạ. Nên thấy lúa của mình nó cũng khá rồi, cũng có sức sống cho nên mình không khỏi để khuẩn. Dạ. Ở cử chỗ điều là anh đưa vô cái gốc mà phẫn Kasugamycin thôi. Mà chỉ có Nhẹ nhẹ như thôi. mới xịt cử chỗ điều hai bữa nay đó. Dạ. Thì bà con xem á, bà con đánh giá giùm cho Lưng nha. Theo cái cảm nhận của Lưng á là rất là đẹp luôn. Hổm gà mà Lưng đi An Giang á nhiều vàng lúa rồi. Mà đối với Lưng á là cái vàng lúa của anh nè là Lưng ưng bụng nhất luôn á. Bởi vì cái tỷ lệ mà phẫn và đếm hạt á nó rất là thấp luôn á bà con. Xa dữ lắm luôn, hoặc là một cái bông nè, giống như bà con xem nè, vẫn vào gạo bình thường thôi. Là nó không có đáng kể luôn á, nó chiếm cái phần trăm rất là thấp ở trên ruộng của anh á.
chứ nó không có hết. Ừ, nó lem không à. Còn cái tỷ lệ mà vào gạo á, là hầu như lương thế là 98-99% luôn á. Nói 100% thì nó hơi quá. Và lưng khen nhiều quá cũng kỳ. Rất là đá luôn. Thì anh Tèo cũng là biết qua lưng là từ kênh YouTube. Dạ. Thì lưng nói là anh cũng biết cái phần tốt. Ừ. Nhưng mà anh nói là cái dàn lúa của anh tự tin rồi. Nói chung là dạ, mình thấy không có là mình không xịt. Dạ. Rồi em thấy đã tốn kém tí. Dạ. Em thấy thì cái lượng phân cũng hơi nặng đó. Đối với vụ sau thì anh em mình có thể là kết hợp ở thêm. Thì nếu mà ở đây mà tính vậy là phải ai cũng xài mất lo hết cho nên ừ. Ở đây 44 kg là nó còn hơi nhẹ đó, có người ta giải là 50. Ừ. Một con nhỏ 50, có dạ, người 50 mấy nữa. Dạ. Thì có thể là vụ sau anh em mình kết hợp thêm với cả một thân một chòi ha. Nếu đông sưng tới thì sẽ kết hợp một thân một chòi. Ừ. Để anh đánh giá thực tế bà con. Tại vì lưng lúc nào lưng cũng muốn hết trơn. Thí dụ bà con mình đang làm chi phí thấp đi thì lưng không có lý do nào để mà lưng chen vô được hết. Và lưng cũng khuyên bà con cứ làm theo chi phí đó, nếu mà cái năng suất của bà con đang ở mức cao. Tại vì á, cái mục đích mình đi làm á, hoặc là cái đường hướng công ty á, là bà con làm á, như thế nào mà để cái chi phí thấp nhất và cái năng suất của bà con cao nhất, để bà con cái nguồn thu nhập á, đem về cho bà con nhiều. Thì cái đó mới là cái đường hướng của iFarm. Còn đối với phân của anh thì có thể là cái vụ đông xuân lưng sẽ kết hợp thêm với anh cái cặp một thân một chòi để mà giảm phân nha bà con, và đỡ sâu bệnh hại nữa. Cái vụ này 54-51 em thấy là nhẹ lo dữ lắm luôn anh. Nói chung nhỏ, từ nhỏ tới chỗ sẹt mà xịt chỉ có cử là mình xịt là mình phòng ngừa sợ đau ôm thôi chứ không dạ. Còn có nhiều người người ta thấy lúa người ta sạch rồi người ta không xịt. Ừ, dạ. Người ta bỏ cho tới chỗ sẹt người ta mới xịt thôi. Dạ. Vậy đó. Mà mỗi mùa là mùa mình phải xịt hai cử sâu, còn dạ, một cử đồng và một cử chỗ sẹt. Dạ. Mùa nay thì chỉ xịt có cử chỗ sẹt là rồi đó. Dạ. Với lại bây giờ chi phí mọi cái chút chút nó quá nhiều đi. Thuốc bây giờ nó mắc lắm, thuốc sâu ừ, cũng mắc lắm. Dạ. Nên mình có thể mình thấy qua được thì mình dạ, nó qua luôn. Với cái tiền chi phí phân nữa, nói chung mọi cái nó cái đều nó lên hết. Ở đây thì mình chỉ xài 16-8 thôi. Cái công thức phân là anh xài cái NPK 1668. 1668 của Cà Mau đó. Dạ. Như cứ đầu thì mình giải một công tầm cắt thì khoảng 10 kg lạnh không vậy đó. Dạ. Cái lạnh không, còn cứ sau thì mình giải công tầm cắt là 10 là một công tầm cắt mình giải tới 20 kg rồi. Mà trong đó là 4 kg lạnh và 16 kg nè. NPK. Còn 4 cử phân mà. Một cử còn cử 3 mấy ngày thì mình giải chỉ có 10 công tầm nhỏ thì mình giải 10 kg 1668. Dạ. Và lúc 48-50 ngày mình giải 10 kg 168. À, là anh giải 4 đợt như 4 vậy. Cử, dạ. Dạ. 4 cử là 44 kg phân. Mấy cái vụ trước là anh có làm 54-51 không? Hay là làm? Năm nào cũng vậy, hè thu và vụ 3 là đều làm 54-51 hết. Dạ. Anh cũng đều đi công phức thức phân. Cái gian vậy đó. Dạ. Tại mùa nay có mưa gió cho nên mình giảm lại chút đó, chứ đáng lẽ là đủ một bao. Dạ. Còn một công nhỏ là một bao. Thì em tính ra nếu mà cái lượng giống anh xạ là có vỏn vẹn 20 kg thôi. 20 kg đâu, công cắt đó. Công cắt là cũng rất là dày đặc, rất là dày bông nha bà con. Và cái lượng bông á, thì cái công thức phân á, những bà con nào mà làm 54-51 á, nhìn công thức phân á, bà con có thể là thấy là đáng đồng tiền á. Cái bông rất là to nè bà con, cái bông cực to luôn. Và bộ lá đồng á, thì phẻ khỏi nói luôn rồi. Và nó bóng cực kỳ bóng luôn. Để lưng quay một lọt cho bà con xem nha. Tại vì đối với lưng những dàn lúa đẹp á, thích lắm. Ví dụ học được gì học, rồi bắt đầu chia sẻ cho lại như những bà con khác. Thì vậy đó, lưng đi mục đích đó là gặp được những người giỏi bà con kỹ thuật cứng á, mình học là mình học tập thêm. Tại vì mọi thứ nó sẽ là mãi mãi hết bà con, học hoài à, chứ không có ngừng được. Mọi thời điểm, mỗi mùa vụ nó sẽ có cái khác, cũng như là nhiều khu vực đó bà con. Quá trời luôn dàn bông nè. Thì ảnh có dàn một cái cử bắt lo nha bà con, ở giai đoạn bón phân lần thứ hai anh. Dạ. 18 nha. Dạ. Ở đây sợ sạch lắm, cho nên phải dàn. Dạ. 10 người là dàn hết 9 rồi. Tất dạ. Mà không dàn lắm. Thì lưng cũng đang trong cái quá trình để mà xử lý cái lúa lộn cho bà con mình. Tại vì lưng đi thì tất cả những cái chia sẻ,
những cái kinh nghiệm của những bà con nông dân khác á, mà làm đạt á, Lưng sẽ kiểm chứng, giống như là cái việc xử lý lúa lộn của bà con ở trên đất á, thì Lưng cũng đang làm để mà đưa ra một cái chuẩn cũng như là kết quả nó tối ưu nhất và chi phí nó thấp nhất để Lưng bà con mình đợi chờ kết quả nha. Lưng sẽ đưa lên để mà hỗ trợ bà con mình xử lý cái vấn đề lũ lộn này nè. Lưng sẽ làm clip để mà cái cách mà để xử lý lũ lộn với cái chi phí thấp nhất cho bà con mình. Dàn lúa rất là cứng nha bà con, dàn lúa nè. Rồi mọi vấn đề về cái kết hợp cái quy trình của iFarm hay là tất cả những sản phẩm của iFarm thì bà con có thể là liên hệ cho Lưng nha, để mà Lưng tư vấn kỹ hơn. Rồi cảm ơn bà con rất là nhiều nha, để xem hết video của Lưng.